Mến chào bà con và trân trọng cảm ơn bà con đã theo dõi video của Nghiên cứu luật Việt Nam Trong cái chương trình tư vấn về pháp luật hay sự thì hôm nay mình sẽ chuyển qua một cái tội danh khác Mà một cái tội danh này cũng rất là phổ biến tới hiện nay Đó là tội hủy hoại cái uh, tài sản của người khác Và cái tội này nó được quy định như thế nào và hình phạt xử phạt như thế nào Sau đây là khái niệm của nó bà con ha thì hủy hoại tài sản của người khác là cái hành vi cố ý làm cho cái tài sản của người khác bị mất đi hoàn toàn giá trị hoặc là làm giảm đáng kể giá trị cái sử dụng tính năng của tài sản đó tùy theo mức độ và giá trị của tài sản mà có thể phải chịu trách nhiệm hình sự hoặc là bị xử phạt hành chính đó thì trong cái video này thì nghiên cứu luật việt nam sẽ cung cấp cho bà con mình những cái thông tin về cái tội hủy hoại tài sản của người khác, đó thì cái tội này cũng rất là phổ biến và sau đây là câu hỏi thứ nhất à, sẽ giải đáp cho cái à, tội danh này thì cái khung hình phạt của tội danh này như thế nào thì à, thay mặt chuyên viên anh em tư vấn thì à, sẽ tư vấn tại cái khung một của tội hủy hoại tài sản là à, phá phá hoại tài sản từ 2 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng á thì người phạm tội sẽ bị xử lý như sau, bị phạt tiền từ 10 triệu đến 50 triệu đồng và cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc là phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Cái khung 2 á thì phạt phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt từ 2 năm đến 7 năm. Thứ nhất là có tổ chức, thứ hai là gây thiệt hại tài sản giá trị từ 50 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng dùng chất nguy hiểm về cháy nổ hoặc là thủ đoạn nguy hiểm khác để che giấu tội phạm khác hoặc là vì lý do công cụ của bị người bị hại hoặc là tái phạm nguy hiểm tiếp theo đó là tài khoản khung thứ ba thì nó có quy định như sau thì phạm tội gây thiệt hại hoặc là hủy hoại tài sản của người khác từ 200 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng thì chịu phạt từ 5 năm đến năm 10 năm thì khung thứ ba thì phạm tội cố ý gây thiệt hại hoặc là hủy hoại tài sản của người khác từ 500 triệu đồng trở lên thì chịu án phạt từ 10 năm đến 20 năm ngoài ra là nếu phạm tội à, cố ý gây thiệt hại với cái tài sản dưới 2 triệu thì phạm bị xử lý và áp dụng các hình phạt à, như là khung thứ một tại một số trường hợp sau đây thứ nhất là đã bị xử phạt hành chính về một trong các hành vi quy định tại điều 100 78 bộ luật hình sự 2015 mà còn vi phạm thì đã bị kết án về tội này chưa được xóa án tích mà còn vi phạm hoặc là gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự an toàn xã hội tài sản là cái phương tiện kiếm sống của người bị hại và gia đình của họ hoặc là tài sản là di vật cổ vật hình hình phạt bổ sung ở đây ngoài ra không bóng à, của hình phạt hành chính thì người phạm tội có thể bị phạt tiền từ là 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng cấm đảm nhiệm chức vụ cấm hành nghề làm công việc À, nhất định từ 1 năm đến 5 năm à, căn cứ vào điều 178 Bộ luật hình sự 2015 và sửa đổi bổ sung 2017 bà con ha. Tiếp theo nữa một câu hỏi ở đây đặt ra đó là khi nào thì cái uh, hủy hoại tài sản người khác có bị uh, xử lý hành chính hay là không? À, đó cũng từ căn cứ từ những căn cứ pháp lý trên thì uh, chúng tôi đã trả lời cái câu hỏi của bà con như sau. Thứ nhất là uh, nếu giá trị tài sản bị hủy hoại hoặc là cố ý làm hư hỏng á uh, dưới 2 triệu uh, và trước đó là chưa bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc là chưa bị kết án về cái hành vi này Thì sự phạt vi phạm hành chính Mức phạt vi phạm hành chính Về uh, tổ hủy hoại Hoặc là cố ý làm hư hỏng Tài sản của người khác từ 3 triệu đồng Đến 5 triệu đồng Ngoài ra thì cái nghị định 144 năm 2021 Của nghị định chính phủ có quy định về hình thức xử phạt bổ sung Bao gồm là uh, tịch thu tăng vật uh, Phương tiện vi phạm hành chính uh, Thứ hai nữa là trục xuất nếu người gây thiệt hại cho tài sản của người khác theo quy định nêu trên là người nước ngoài và căn cứ theo khoản 2 của điều 15 nghị định 144/2021 của nghị định chính phủ và tiếp theo đó thì à, cái trách nhiệm bồi thường thiệt hại à, khi hủy hoại cái tài sản của người khác à, như thế nào thì cũng tại cái câu hỏi này mình sẽ trả lời cho bạn quý bà con như sau Căn cứ theo điều 584 Bộ luật dân sự 2015 quy định là người nào có hành vi xâm phạm về tài sản của người khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường. Thì như vậy thì người nào có cố tình gây thiệt hại, hủy hoại cái tài sản của người khác mà ngoài chịu mức phạt, xử phạt theo quy định còn phải là bồi thường thiệt hại nữa nha bà con. Đó, khi mà tài sản đó bị xâm phạm và bị thiệt hại và thiệt hại là do tài sản bị xâm phạm bao gồm là tài sản bị mất này, bị hủy hoại này, bị hư hỏng này. Còn cái lợi ích gắn liền với việc sử dụng và khai thác cái tài, tài sản bị mất là bị giảm sút. Đó, chi phí hợp lý để ngăn chặn này, hạn chế được khắc phục thiệt hại này, à, thiệt hại khác do luật quy định này. Cơ sở pháp lý là căn cứ điều 589 bộ luật dân sự 2015 bà con ha. Và cái video này cũng có à, nói đến là mục đích là khi mà bà con nhờ đến à, nghiên cứu luật Việt Nam thì luật sư sẽ làm những công việc như thế nào và những công việc luật sư sẽ tham gia vào khi mà đến những, liên quan đến cái tội của ý à, bào chữa cho bà con như sau là hướng dẫn soạn thảo những cái văn bản này, soạn thảo cái đơn tố giác tội phạm, đơn kiến nghị, đơn kiến nghị theo yêu cầu khách hàng này và sẽ đại diện giải quyết à, cho bà con à, đến với cơ quan công an và đại diện trực tiếp tham gia tranh tụng tại tòa án để bảo vệ quyền lợi hợp pháp thân chủ về hình sự về cái tội hủy hoại và làm cố ý hư hỏng cái tài sản thứ tư nữa là tư vấn thu thập và các cái tài liệu chứng cứ cho khách hàng thứ năm nữa tham gia vào cái quá trình thương lượng bồi thường thiệt hại đưa ra cái hướng giải quyết có lợi nhất cho khách hàng thứ sáu là luật sư sẽ bảo vệ quyền và lợi ích hợp của khách hàng thì uh, cái nội dung của video ngày hôm nay thì uh, đã cơ bản phần nào đã tư vấn cho bà con về cái tội hủy họ hủy họ và hoặc là cố ý hủy họ cái tài sản của người khác thì nếu bà con còn những cái bất kỳ vướng mắc nào liên quan cái tới cái tội này hoặc là có những người thân thích à, thân thích của bà con con em con cháu và con ruột của bà con nếu có bị khởi tố hoặc là làm bị hại trong công vụ án này thì cứ liên hệ số điện thoại 0847 106639 thì à, luật sư sẽ à, chuyên viên tư vấn pháp lý sẽ tư vấn cho bà con và sẽ cử luật sư tham gia bảo vệ quyền lợi hợp pháp của bà con tại phiên tòa à, và cái video đến này đã kết thúc rồi và một lần nữa à, thay mặt nghiên cứu luật Việt Nam thì tôi xin cảm ơn bà con đã à, quan tâm xem video đến giờ phút này và bà con cảm thấy hay thì cho nghiên cứu luật Việt Nam một đăng ký kênh một chia sẻ À, đến những quý bạn đọc khác thì cũng như là bà con nếu tạo động lực cho chúng tôi bằng cách là um, cho một like nếu cảm thấy hay trân trọng cảm ơn bà con